Ngày 12 tháng 6, Công an quận Cẩm Lệ nhận được tin báo về việc chủ một vườn lan ở phường Hòa Xuân bị trộm đột nhập lấy đi 2 chậu lan trị giá gần 1 tỷ đồng nên triển khai lực lượng nhanh chóng vào cuộc. Qua hơn 4 ngày tích cực điều tra, Công an quận Cẩm Lệ đã xác định được Lê Trung, Trần Quốc Phong, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Hoài Ngọc cùng chú thành phố Đà Nẵng là nhóm thực hiện vụ trộm, thu giữ vật chứng là số lan kiếm xanh Huế. Các đối tượng này khai nhận lợi dụng khi chủ vườn lan đi vắng, dùng xà beng cậy khóa cửa và đột nhập trộm cắp 2 chậu lan.